xin chào tất cả các em video này của mình nhá. Thì trước khi xem những like mình xem đăng ký nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi Stickball Legacy. Hôm nay mình sẽ chơi người ta gọi là biệt đội cây cung vàng trong làng bốc xít. Nào thì đầu tiên mình cứ chơi bàn một đi. Nào thì cái này lâu lắm mình cũng không chơi nên là chơi lại. Đây chính là cây cung vàng. Từ từ để mình mua thật nhiều cây cung vàng lên. Cây cung vàng đây, nghe thấy chưa? Cây cung vàng đấy, cái gì mà legend nữa cả, nghe thấy chưa? Rồi, cung vàng đâu rồi? Hay rồi, 191, 192, đây mình sẽ cho anh em xem mới có ít cung vàng nữa nhá. 4 cung vàng thôi, để xem sức mạnh của nó sẽ như thế nào. Open cả, nào ăn đi. OP luôn bạn. OP luôn. Triệu hồi, triệu tập ra một binh đoàn cung vàng luôn cho nó máu qua nào. Thế nào? Bọn kia lính giáo đó à. Thôi mình sẽ triệu ra thêm một Spartan vàng. Mình sẽ điều khiển một Spartan đấy các bạn. Đây. Cầm đầu biệt đội trộm chó nào. Rồi 7, 3, 2, 1, 0. Trời ơi, kinh chưa? Mình sẽ để xuống còn 50 nha các bạn nhá. 6, 6, 5. Thì cho cái này cho nó nhanh. Đấy, cảm giác nhanh hơn các bạn ạ. Nhanh hơn thật kìa. Còn 10 cái nữa thôi. 5, 4, 3, 2, 1. Không. Đấy, em chuẩn bị sốc lên. Hay, đúng rồi, bắn đi, đúng rồi, bắn đi, đúng rồi, bắn chết luôn nè. Nào, dựng. Khiên con ạ, dựng khiên. Khiên trâu lắm. Khiên trâu lắm. Mẹ đau. Còn phun máu đâu? Đây này, bão máu này, sấm sét mưa tên này. Chết hết rồi bạn, tuổi gì liền. Không làm mà cũng con mà nào. Đi chưa. Không, đây là mấy cái gì đây, mình quên mất này. Là dã thú con ạ. Những cái con cầm thú này là phải dám cầm. Đúng không? Và mình sẽ cho cái này lên tới tận là bao nhiêu ta? 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 92, 93, 94, 95, 200. 210 quay ạ. 201. Mình sẽ thử cho 10 con, chỉ cho 10 con thôi nhá. Xem nó cân lại không. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Đồng thời mình sẽ cho thêm những cái con con cầm mấy lên quay ạ. Cho những cái con cậu mình đào vàng xong mình cho những cái con bình thường khác lên. Đây nhìn này, mình sẽ cho con này này. Đây, mình sẽ cho một đống cung thường. Thì cung thường nó cũng khá là yếu nên là mình cũng chả quan tâm mấy đâu. Đây cung thường nhìn như vậy, cung kia nhìn như vậy. Bật cả, nhìn nó phải như thế không sao. Cung thường mình phải cầm đầu một con. Em nhìn này. Nhìn này. Đồ không tới quá đã. Đây này. Ui không tới. Đây này. Đây này. Bật cần. Đây này. Ui không trúng cái gì ạ. Đây này. Nó căng là tí các bạn ạ. Đây tầm này. Ui không được. Thôi anh em tân lên. Cấn công. Nào chỉ với 10 con cung vàng và vài cung đẻo, liệu nó có thể chiến thắng được không? Mưa tên báo máu. Nào báo máu. Bật cần. Bật cần. Này thì này. Hay con tiết diện ra rồi. Mày cái số mày rồi. Nhìn đi này. Đủ. Báo máu cho nó có hồi máu con ạ. Đủ. Bắn mạnh vãi con ạ. Bắn 3-8-2-1 luôn. Này mình thử xem con cung vàng cái nào. Con cung vàng của mình ra. Ui, bắn bao nhiêu ta? Mình bắn 39. Ảo thật đấy. Ok em ơi.
thứ ba, đúng rồi, mình sẽ đến đồi núi băng, chắc chắn sẽ là băng. Úi rồi, sao nhiều thằng băng chết thế này? Đã đến lúc anh phải thể hiện rồi. Ra sao hồi trừ ăn trừ ác, làm anh hùng bố đời thiên hạ. Nào, mình sẽ cho lần này mình sẽ cho tầm 35 con sinh ra đây, ok. 35 cho quất roi đi. Rồi, 35 cung vàng anh em ạ. Cây cung vàng trong làng bắn chim. Ừ. Mấy con này bắn toàn chết chim trên trời đây chứ còn lính chả chết con nào. À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ừ. 20 con nữa. Mày tới số mày ơi. Tim bị tới số rồi anh em ạ. 2 1, còn 10 con nữa. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Không, sắp xếp đội hình đủ chưa anh em? Sốc lên cắt chim nó. Ok, cho mình sẽ không cho báo máu nha quán nhờ. Không có một cái gì luôn, không có một cái gì luôn. Để xem nó như thế nào, xem có trụ được lâu không nào. Máu này cũng trâu phết nhở. Ồ, ôi trời ơi, bắn toàn một đám này, ảo thật đấy. Bắn u địch chết hết luôn kìa. Open gun. Wow, thật là sức mạnh vĩ đại có đi à. Đừng đùa với cây cung vàng trong làng bắn chim. Mặc dù bắn chim trên trời chết hết, không sao, vẫn rồi con ạ. À, lá cây à. Á chà chà. Mình sẽ cho 50 con ạ. Để giữ gìn an ninh thứ tư. Đã attack lên, lúc nào phải attack con ạ. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Xem ạ, 2. Úi dồi ôi, chết sạch luôn bạn. Không còn một cái nịt gì hết. Chỗ vàng này là của chúng mình. Ok, mình sẽ cho full đào vàng luôn đã con ạ. Mình cho full đào vàng luôn đã. À, láo à. Lần này mình sẽ thử xem nếu như mình cho thật nhiều vàng vào thì nó sẽ như sao, như thế nào con ạ. Thật nhiều vàng, thật nhiều tiền nhiều để làm gì. Tiền nhiều là để làm gì. Ừ, tiền nhiều để tiêu. Không phải, rất là ngu si. Tiền nhiều để tiêu. Này, đẩy lên chúng tôi à. Đẩy lên này. Này em nhìn này, quả này nó mà thu về thì nó cứ phải gọi là ối rồi đi. Xem nào, cả một bầy này mà thu về này. Xem nào. Bật cần. Bọn này đẩy lên ạ. Bắn, đừng để cho nó giết team mình. Mình để cho nó giết con mình hay. 3.000 vàng rồi qua nào. Ảo thật đấy. 3.000 vàng rồi, 3.000 tiền rồi, open can rồi. Chúng mày, tới số chúng mày rồi. Anh em biết gì không, sức mạnh của đồng tiền mà. Giờ mình sẽ sử dụng sức mạnh của đồng tiền. Con này đẩy lên ạ. Nhờn. Giết hết đi con đào vàng của chúng nó bây giờ. Nhờn. Hết tàn đào vàng rồi qua ạ. Open can. Ui, anh em thấy cái gì chưa? 9.000 tiền kìa. Không sao, thôi mình cho nốt đi bạn, mình sẽ cho 50 con này đi. Wow, 11.000 tiền rồi, cho thêm một cái đợt này nữa là được rồi. Nhanh, thu tiền về đây. Lúc nào tiền của mình nó cũng có bạn ạ. Bạn ạ. Định cướp quân của anh. Bắn nó. Headshot. Không được động đấy cọng lông kẽ lá của quân anh nhá. 2 công lên đi. 1 không. Nó bắn tim mình kìa. Bật bão máu hay này. Bắn lại mình bắn với dân zip kit à. Nhờn với dân zip kit quá đã. Mình sẽ cho bao giờ nó hết 38 cái này, 8 cái thì thôi. Đùa với dân zip kit à. Này dân zip kit này, nó bắn kiên. Open cần ai thì 20.000 vàng. Và lại em nhìn tiền vào như nước sông Đà. Tiền ra nhỏ giọt như cà phê này. Tiền vào như nước sông Đà. Ôi dồi nhá. Đây. 22.000 tiền. 23.000 tiền rồi. Thôi cho địch yên nghỉ đi bạn. Cho địch yên nghỉ đâu.
Ôi trời ơi, ui kinh vãi, biệt đội xì bát than à? À, xì bát than này, nay thì xì bát than rồi sao tèo à? Ui kinh vãi các bạn ạ. Ừ, chơi vampire đi các bạn, mình sẽ chơi vampire đi. Vampire, ma cà rồng, ma cà rồng, rồi ma cà rồng. Mình sẽ mua thêm. Ờ, đâu rồi? Brum, brum, brum. Nè. Cái này là mình chuẩn bị cho đợt cuối mình quay cái trận cuối cùng bạn ạ. Ờ, đây, còn cái này ấy thì mình sẽ cho cái này đấu cho nó nhanh bạn ạ. Đấy, mình sẽ cho hết 9 cái này luôn. Ô, bật cần, ảo thật đấy. Ô, bật cần luôn, trời ơi. Ô, bật cần. Yeah, boy. Lên em ơi, cắt chim nó à, anh em show lên. Ơ, Stark, à, lô con này này. Bắn chết con lô con thật chết này. Này, này thì thần chết nè. Sức mạnh của sờ bát than nè. Này thì nhờ nè. Xiên nó, xiên cái tượng, đúng rồi, xiên cái tượng. Ôi dồi, từ, lùi em ơi, lùi. Chuẩn bị xong lên công thần người khổng lồ. Bão máu, sức mạnh sờ bát than, ớt trai. Đó, này thì thật. Ô, cái con bé thị này nó kíp cả cái giáo đùng lên người mà không chết kìa. Ảo thật đấy. Này thì, này thì ôi giời. Đừng đùa với sờ bát than nhá. Rồi, chiến trong con kia là cho cái này đi. Đèo hết luôn này. Tượng này, đục tượng em ơi, khoét tượng. Rồi, 160 này. Khoét tượng lên. Ui quá dữ luôn ạ. Này thì thần chết rồi. Mình sẽ chơi trận cuối cùng nhá các bạn nhá. Đây thì mình sẽ cho siêu VIP, siêu cấp VIP bờ rồ, đẳng cấp vũ trụ titan, siêu cấp VIP bờ rồ, siêu super say ra, siêu cấp ở vân vân và mây. Ok được rồi. Ok, đây chính là cái ngày mặt trăng bị sắp bị tàn phá, mặt trăng hắc ám bạn ạ, hay được gọi là nhật thực đấy, thực bạn ạ. Nhật tức là mặt trời, thực tức là ăn, mặt trời bị ăn bạn ạ. Mình sẽ cho em biết không, mình nghĩ là mình sẽ cho 200 con này rồi nè. 200 con đấy, không phải dạng vừa đâu. Vừa đâu, không phải dạng vừa đâu. Vừa đâu. Ok, thời gian này lâu vãi các bạn. Hy vọng là mình có cái gì để mình bấm cho nó đỡ lâu nhỉ. 200 con không phải dạng vừa con ạ. Cho địch tăng lên, tăng số quân lên là càng thích. Địch quân số tên lên là càng thích. Tăng số cân lên lại càng thích. Đằng nào mình đông như thế này mà em nhìn này. Bật cần. Đông như kiến cỏ luôn. Em 40 rồi. Còn bao nhiêu ta? Còn thôi mình cho hết hẳn 200 đi. Ừ đúng rồi, mình bảo mình cho hết hẳn 200 cơ mà. Hẳn 200 đấy. Ui mình sẽ trong cái thời gian này mình cứ quay như này thôi các bạn. Nó ở trong kia mình cứ bấm bài thôi các bạn, không có gì phải lo cả. Em nhìn này, nó xếp hàng này. Đây, nó xếp hàng này. Ê, trời ơi. Nó phải gọi là đẳng cấp, nó kiểu đi qua đây nó sẽ tự động. Đi qua cái tượng nó sẽ tự động, nó chạy xuống luôn ạ. À đủ, ban can rồi. Chạy về anh ơi, chạy về không được khiêu chiến. Dồn kinh chưa? Cảm thấy chưa? Đây là một con cung nhá. Đấy, đây là một con cung. Ê, chết lỡ tay con ạ. Hơi lag rồi sẽ. Hơi lag. 4, 3, 2, 1, 0. Thôi 100 được bạn. 200 lag quá các bạn, các bạn lại được đâu. Style. Ui, em nhìn này. Nhìn cái chân của quần cuối cùng này kiểu nó dồn với nhau ấy. Em nhìn này, dồn với nhau. Ui, nhìn chạy cứ như là bầu mini các bạn. Ui. Bắn nó phải như thế chứ. Té khoái luôn kìa. Anh em bắn tựa em ơi. Nhìn này. Ôi từ về. Lui cho địch đẩy lên các bạn ạ. Đẩy lên đi. Ngon, đẩy lên đi. 100 cung vàng đấy. Ô bật càn. Ui, máu mất như điên luôn bạn. Máu mất như điên luôn. Rồi xong, toang rồi, toang cái đợt này. Đập không khí, phải đặt kia đập không khí rồi. Đập không khí này, cái thằng đằng sau nó đánh mình ạ. Mình sẽ lùi về coi đã. Mình sẽ lùi về. Rồi, được rồi, lên đi.
lên cho anh xem nào. Stack nào, ngon bắn lên đi, ngon lên đi. Chà, cây cung vàng. Ô bạn cần, ô bạn cả. Ô không kịp tới luôn bạn. Wow, thôi tạm biệt anh em và hẹn em ở buổi đi chào sao. Bye nhá. Trước khi bye nhớ để cho mình like xem đi nhá. Bye.